Chúng tôi lái xe đến một cánh đồng bỏ hoang và đã chứng kiến thứ gì đó kinh hoàng. Chiếc xe station wagon chồng chành trên con đường vắng vẻ, động cơ phát ra tiếng gầm thấp vọng lại trong màn sương dày đặc đang bao phủ quanh rìa thị trấn. Ánh đèn thành phố đã bị bóng tối nuốt chừng từ lâu. Robert Eustace liên tục liếc nhìn kính chiếu hậu. Không có ai phía sau, nhưng anh ta vẫn kiểm tra. Phòng trường hợp có điều bất chắc, tay anh nắm chặt vô lăng, ngón tay căng cứng, trắng bệch, hàm siết chặt. Nỗi ám ảnh đã thấm vào từng suy nghĩ, từng dây thần kinh. Anh không chạy trốn, đây không phải là chuyện thoát khỏi ai, mà là để chứng minh một điều, một thông điệp cuối cùng gửi đến những kẻ đã săn đuổi anh, biến cuộc sống của anh thành cơn ác mộng của một con thú bị dồn vào đường cùng. Ở ghế sau, hai thân hình nhỏ bé nằm co quắp, mềm nhũn. Ánh sáng yếu ớt từ bảng điều khiển khiến khuôn mặt chúng trở nên nổi bật, đôi mắt vô hồn nhìn trống rỗng vào hư không. Một mùi kim loại cay đắng lan tỏa trong không khí. Điều này không nằm trong kế hoạch, thực ra không hề. Anh chỉ muốn giữ an toàn cho bọn trẻ, bảo vệ chúng khỏi những kẻ luôn dõi theo. Nhưng chính đôi tay anh đã phản bội lại mình. Cơn thịnh nộ làm anh mù quáng. Và bây giờ, những gì còn lại của gia đình anh đã mất đi. Quá muộn để quay đầu lại. Vợ anh ngồi cạnh, bị bịt miệng, mắt đờ đẫn. Cô đã ngừng khóc từ hàng giờ trước. Không có lời van xin, không còn những cố gắng tuyệt vọng để kéo anh trở về. Chỉ còn lại những giọt nước mắt lặng lẽ và hơi thở yếu ớt của cô. Cô biết anh đã không còn có thể cứu được nữa. Mất mát trong mê cung của chính những nỗi sợ hãi. Chiếc xe bất ngờ chạch hướng, bánh xe trượt trên lớp sỏi lỏng lẻo khi lao ra khỏi con đường trải nhựa và đi vào con đường đất. Một đám bụi mù cuộn lên như bóng ma trong ánh đèn hậu. Phía trước, đường nét của hàng rào hiện ra trong bóng tối. Phía bên kia, một cánh đồng rộng lớn trống trải dài dưới ánh trăng. Những hàng cây trơ trụi ở phía xa, cành cây như những chiếc vuốt giơ lên trời. Xa hơn nữa, một nhà kho cũ sụp đổ, hiện lên như một bóng đen khổng lồ dưới ánh sáng nhạt nhòa. Đây rồi, kết thúc rồi, anh quay sang vợ, hơi thở hổn hển, dồn dập. Họ sẽ nhớ điều này, anh khẽ thì thầm, giọng anh gần như bị đêm đen nuốt chửng. Họ sẽ nhớ những gì đã xảy ra ở đây. Thiết bị dưới ghế của anh rất thô sơ, được lắp ráp vội vàng từ những ống và dây điện. Chứa đầy tiềm năng hủy diệt, nó nằm đó, chờ đợi. Chỉ cần xoay chìa khóa, một cú xoay và mọi thứ sẽ kết thúc. Một tia sáng duy nhất và họ sẽ không bao giờ quên anh. Cô không phản ứng, thậm chí không nhìn anh. Ánh mắt cô dán vào nơi xa xăm, nhìn qua kính chắn gió, vô định. Như thể cô đã hóa đá, tinh thần hoàn toàn bị rút cạn. Không còn sức lực nào để chống chọi. Cô còn phải đấu tranh vì điều gì nữa? Con cái của cô, những đứa trẻ nhợt nhạt, lặng yên ở ghế sau, đã vượt khỏi tầm với của cô. Những gì còn sót lại của sự kháng cự cuối cùng trong cô đã sụp đổ. Cô giờ chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng, bị cuốn vào cơn ác mộng không lối thoát. Tay của Robert lơ lửng trên chìa khóa. Hơi thở của anh chậm lại. Nơi này, cánh đồng này, những cây cối này sẽ trở thành một dấu vết, một vết sẹo. Anh có thể nhìn thấy họ ngoài kia, ẩn mình trong bóng tối. Những kẻ đã dồn ép anh đến bước đường này. Họ sẽ hiểu, anh sẽ bắt họ phải hiểu. Môi anh nhếch lên thành một nụ cười mỏng, tay siết chặt chìa khóa. Vụ nổ xé toạc màn đêm, một luồng lửa sáng loà, dữ dội bùng lên, xe hơi bị nghiền nát như tờ giấy. Những mảnh kính vỡ và thép xoắn rơi xuống khi ngọn lửa gầm rú, nuốt chửng mọi thứ. Vụ nổ dường như nuốt trọn cả bầu trời, trở thành một ngọn lửa khổng lồ, cháy sáng hơn cả ban ngày. Rồi, im lặng, một sự im lặng nặng nề, như thể bóp nghẹt tất cả. Khói bốc lên thành những cột đen đặc, che phủ các vì sao. Đâu đó trong đồng cỏ, những con ngựa hoảng loạn, tiếng hí vang vọng khi chúng chạy tán loạn. Những tiếng vó ngựa dồn dập trên mặt đất, một giai điệu hỗn loạn giữa sự yên tĩnh của đêm. Cánh đồng, từng yên ả và tĩnh lặng, giờ chỉ còn là đống tàn tích âm ỉ cháy. Kính vỡ lấp lánh trong ánh lửa, và những mảnh kim loại vặn vẹo nằm rải rác như những bộ xương. Nhà kho đứng im lặng, chứng kiến cơn cuồng loạn đã nuốt chửng Robert Eustace. Tất cả những gì còn lại là một vỏ xe cháy đen và mùi khét của đất bị đốt cháy, bằng chứng cho một người đàn ông đã mất tất cả và để lại không gì ngoài sự hủy diệt. Sự im lặng trong căn phòng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng giấy sột soạt, thỉnh thoảng tiếng lửa bập bùng và tiếng sấm thấp từ xa vọng lại.
Chúng tôi ngồi quanh phòng khách ấm cúng, cúi đầu đọc cuốn sách Paranoia, mắt dán vào những dòng mô tả về khoảnh khắc kinh hoàng cuối cùng trong cơn cuồng loạn của Robert Houston. Những từ ngữ vẽ lên những hình ảnh sống động, ghê rợn trong tâm trí tôi, kính vỡ, ngọn lửa, máu me. Đó là loại câu chuyện khiến tim bạn thắt lại và không thể buông ra. Khi tôi lật đến trang cuối của chương, tay tôi khẽ run rẩy. Giọng của Stacy phá vỡ sự căng thẳng đầu tiên. Trời đất ơi, cô thì thầm, hạ quyển sách xuống một cách chậm rãi như thể trọng lượng của những gì cô vừa đọc vẫn còn đè nặng trong tay. Thật là dữ dội, cô ngước lên nhìn chúng tôi, đôi mắt mở to, trong biểu cảm háo hức có chút gì đó u ám. Có lẽ là một mảnh nhỏ của sự sợ hãi. Stacy vuốt tóc ra sau tai như thể cố gắng xua đi cảm giác bất an còn sót lại. Mình không ngờ họ có thể diễn tả chân thực đến vậy, nỗi sợ hãi, sự điên cuồng hoàn toàn của mọi thứ. Arthur gật đầu, cũng đã đóng quyển sách của mình lại, để nó lên đùi. Anh liếc nhìn Stacy, rồi nhìn qua Margaret và tôi, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi. Anh nghĩ mình cần một ly sau khi đọc cái này, anh đùa, nhưng giọng anh có chút căng thẳng. Cảm giác như sự điên loạn cứ tuôn ra từ từng trang sách. Margaret đặt quyển sách xuống cạnh mình trên ghế sofa, ánh mắt mơ màng, không còn tập trung. Thật bi thảm, cô thì thầm, những đứa trẻ và người vợ, thật khó tưởng tượng được cảm giác của cô ấy lúc đó. Ý mình là, biết rằng mình sắp chết và rồi, không còn sức để đấu tranh nữa. Cô khẽ lắc đầu, vòng tay ôm lấy chính mình, đọc nó khiến mình cảm thấy buồn nôn, như thể mình đang ở trong chiếc xe đó, cảm nhận mọi thứ mà cô ấy phải chịu đựng. Tớ biết mà, tôi đồng tình một cách khẽ khàng. Những ánh lửa từ lò sưởi dường như đổ những bóng đen dài lắc lư khắp căn phòng, làm mọi thứ trở nên bớt thực hơn. Tác giả thực sự đã diễn tả thành công cảm giác bị cô lập, sự hoang tưởng. Như thể cậu có thể nhìn thấu vào đầu của Robert, thấy cách thế giới quanh anh ta méo mó đến mức anh ấy không còn phân biệt được đâu là thực nữa. Stacy nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, đôi mắt sáng lên một cách kỳ lạ như chỉ có thể thấy khi người ta vừa sợ vừa bị cuốn hút. Đó chính là điều làm nó mạnh mẽ đến vậy, các cậu không nghĩ sao? Cô nói đầy phấn khích, nó không chỉ là một câu chuyện tội ác ghê rợn, nó là tâm lý học, cái cách nó chui vào trong da thịt và khiến cậu phải nghĩ về việc ai đó có thể dễ dàng mất kiểm soát thế nào. Cô ngừng lại, rồi nhoẻn miệng cười, đó là lý do tại sao tớ muốn mọi người đọc nó. Nụ cười của Axel thoáng trùng xuống, anh nhìn ra phía cửa sổ, nơi những tia sét đầu tiên lóe sáng trên bầu trời. Ừ, cậu đã thành công rồi, anh lẩm bẩm. Giờ thì tớ thực sự cảm thấy sợ. Anh quay sang Stacy, nhướng mày. Nhưng đó không phải lý do cậu gọi chúng ta lại đây tối nay, phải không? Chấm, nụ cười của Stacy càng rộng hơn, một tia tinh nghịch lóe lên trong mắt cô. Có thể là thế, cô trêu. Nhưng, cũng có thể tớ nghĩ sẽ hay ho nếu chúng ta làm một chuyến dã ngoại nhỏ, kiểu như, để khép lại mọi chuyện. Margaret ngồi thẳng người lại, căng cứng bên cạnh tôi. Cậu không nói thật đấy chứ, cô nói nhẹ nhàng. Cậu thực sự muốn ra đó, tới chỗ đó sao? Thì tại sao không? Chúng ta chỉ cách nơi đó vài cây số thôi mà. Stacy đáp lại, ánh mắt lấp lánh trong ánh lửa. Chúng ta đã sống cùng câu chuyện này suốt mấy tuần rồi. Chúng ta đều bị cuốn vào nỗi sợ, vào bí ẩn. Giờ đó chỉ còn là một cánh đồng. Chẳng có gì nhảy ra hù chúng ta đâu. Axel khẽ cựa quậy không thoải mái, liếc nhìn tôi. Tôi biết anh cũng cảm thấy giống như tôi, một sự tò mò lạ lùng, gần như ma mị. Nhưng cũng có thứ gì đó khác nữa, khiến bụng tôi xoắn lại vì lo lắng. Tôi nhìn sang Margaret, cô ấy đang nhìn Stacy như thể Stacy đã mất trí. Đó chỉ là một mảnh đất trống, tôi chậm rãi nói. Và thứ duy nhất chúng ta có thể tìm thấy ở đó là một cơn gió lạnh. Chính xác, Stacy nói, ngả lưng vào ghế, một nụ cười thỏa mãn hiện ra trên mặt. Các cậu không thấy sao? Đó là lý do chúng ta phải đi. Chúng ta phải hoàn thành những gì đã bắt đầu. Nó sẽ giống như khép lại một chương trong câu chuyện. Cơn bão ngoài kia gầm gừ gần hơn, và trong ánh sáng chập chờn của ngọn lửa, không ai cử động. Không ai lên tiếng phản đối rằng đó là một ý tưởng tồi. Ngay cả Margaret, người có vẻ lo lắng nhất, cũng im lặng, đôi mắt lướt qua chúng tôi, chờ đợi ai đó nói lời từ chối. Nhưng không ai nói gì cả. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, Stacy thì thầm, gần như nói với chính mình. Cô đứng lên từ từ, như một người đang mơ mộng. Trước khi cơn bão đến, chúng ta sẽ đi,
và rồi sẽ xem thứ gì thật sự có ở ngoài đó. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi, nhưng tôi cố đẩy nó sang một bên. Chúng tôi đã đi xa đến thế này rồi, không còn đường lui nữa. Không khí đêm lạnh buốt khi chúng tôi bước ra khỏi phòng khách ấm áp của nhà Axel và Stacy, tiến vào cái lạnh của cơn bão đang tới. Một mùi mưa thoang thoảng trong gió, hòa cùng mùi đất mới và hương thông xa xăm. Trên bầu trời, những đám mây đen tím đậm và xám xịt, thỉnh thoảng lại bừng sáng bởi những tia chớp lóe lên từ xa. Tôi có thể cảm nhận được luồng điện từ cơn bão như châm chích trên da, như thể chính không khí cũng đang sống động với sự mong chờ. Một phần trong tôi muốn ở lại, bịa ra một cái cớ và chờ đợi cạnh lò sưởi. Nhưng một phần khác, phần mà tôi không muốn thừa nhận, lại thôi thúc tôi tiến về phía trước, bị cuốn vào sự tò mò kỳ lạ này. Chúng tôi chui vào xe của Axel, cả nhóm im lặng, những dây thần kinh căng thẳng, không ai nói gì khi động cơ rồ lên. Không khí bên trong xe ấm áp, nhưng sự căng thẳng thì ngột ngạt. Stacy ngồi phía trước, nhìn chằm chằm vào bóng tối ngày càng dày đặc như một người có nhiệm vụ. Tôi trao đổi ánh nhìn với Margaret ngồi cạnh, cô ấy nở một nụ cười gượng gạo. Cô ấy cũng không muốn đi, nhưng chúng tôi đều đã thầm đồng ý vào lúc bữa tối kết thúc, khi không ai lên tiếng phản đối. Giờ đây, chúng tôi đều là tù nhân của lòng kiêu hãnh của chính mình. Chuyến đi ra đến cánh đồng dài hơn tôi tưởng. Con đường ngày càng hẹp lại, uốn lượn qua những cánh đồng và các cụm cây, những cành trơ trụi như những ngón tay xương sầu cào vào bầu trời. Chúng tôi đi qua những ngôi nhà tối om, nằm rải rác xa nhau, cửa sổ của chúng như những con mắt mù lòa nhìn vào khoảng không vô tận. Waller vốn là một thị trấn nhỏ và yên tĩnh, nhưng giờ nó trông khác lạ. Thị trấn như bị bỏ hoang trống rỗng theo một cách chưa từng thấy trước đây. Mỗi lần rẽ, cơn bão lại gần hơn, những tia chớp chói lóa đường đi trong tích tắc trước khi đưa chúng tôi trở lại bóng tối sâu thẳm. Tiếng sấm gầm lên, lớn hơn, như một tiếng gầm thấp vang vọng khắp xe và đọng lại sâu trong lồng ngực tôi. Tớ không tin là chúng ta đang làm chuyện này, Axel bất ngờ lẩm bẩm, phá vỡ sự im lặng. Anh nhìn tôi qua gương chiếu hậu, đôi mắt mờ mịt và đầy hoài nghi. Tôi không biết trả lời sao, tôi chỉ im lặng gật đầu. Trông bình thường quá, Margaret nói khẽ, như thể sợ rằng mình sẽ sai. Stacy gật đầu từ tốn, nhưng trong mắt cô lóe lên một điều gì đó, có thể là sự thất vọng, hay là cảm giác nhẹ nhõm. Tôi không thể đoán được. Cô vươn tay, chạm vào sợi dây thép hàng rào, kim loại lấp lánh yếu ớt dưới ánh sáng mờ. Chúng ta cứ vào một chút thôi, cô nói nhỏ, để có thể nói rằng mình đã đi. Không ai trong chúng tôi muốn là người từ chối, nên tất cả cùng đi theo cô. Chúng tôi luồn qua khe hở trong hàng rào, cỏ rẽ nhẹ dưới bước chân. Nơi này lạnh hơn, không khí buốt giá và sắc lẹm. Mỗi bước đi dường như nặng nề, như thể mặt đất muốn kéo chúng tôi xuống. Axel và tôi dẫn đầu, bước chân bị cỏ dày làm giảm đi tiếng động. Stacy và Margaret theo sát phía sau, bóng họ chập chờn hiện ra rồi lại biến mất khi ánh chớp lóe lên trên cao. Chúng tôi tiến sâu hơn vào cánh đồng, hàng rào phía sau dần dần xa lùi cho đến khi chỉ còn là một đường tối mờ nơi chân trời. Cuối cùng, chúng tôi đến một hàng rào khác, thấp hơn cái ban nãy, cao khoảng 1.2 m. Nó làm từ những thanh kim loại nằm ngang, cách nhau vừa đủ để một người có thể lách qua. Đây là hàng rào dành cho gia súc. Có lẽ trước đây, những thanh kim loại được sơn một màu sáng, nhưng giờ chúng đã hoen dỉ, bị thời gian ăn mòn. Stacy bước ngang qua Axel và tôi, không nói lời nào, cô bắt đầu thử trèo qua hàng rào. Đến đây là đủ rồi, tôi nói, cuối cùng để lý trí chiếm lấy sự cẩn trọng trong đầu. Stacy bật cười, nhìn Axel với ánh mắt như bảo anh cho phép cô tiếp tục, nhưng anh từ chối, im lặng với một cái gật đầu ngại ngùng. Mấy kẻ hèn nhát, cô lẩm bẩm rồi bước xuống. Đêm tối dường như siết chặt quanh chúng tôi, im lặng càng thêm nặng nề theo từng giây trôi qua. Stacy đứng cạnh tôi, nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Các cậu có nghe thấy gì không? Cô thì thầm, tất cả chúng tôi đứng yên, cố lắng nghe. Ban đầu, chỉ có tiếng sấm vang xa, nhưng rồi, rất nhẹ, gần như không thể nhận ra, tôi nghe thấy một âm thanh di chuyển trong cỏ. Tiếng động nhẹ nhẹ, như ai đó, hoặc thứ gì đó, đang chậm rãi lội qua những ngọn cỏ cao. Chắc là gió thôi, Axel nói nhanh, nhưng giọng anh hơi run. Anh quay người lại chậm rãi, nhìn quanh cánh đồng. Không có gì ở đây đâu. Vậy tại sao tớ cứ cảm thấy như có ai đang nhìn mình? Margaret thì thào, giọng căng thẳng vì sợ hãi.
Tôi không trả lời, tôi đang tập trung vào âm thanh đó, cách nó tiến gần lại rồi biến mất, chỉ để lại cảm giác kỳ lạ mỗi khi nó quay lại. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tôi, mọi dây thần kinh đều căng thẳng. Và rồi, như thể được triệu hồi bởi chính suy nghĩ ấy, tôi nhìn thấy nó. Ban đầu, nó chỉ là một hình dạng xa xa, một bóng mờ nhạt giữa cánh đồng tối om. Tim tôi ngừng lại, tôi chớp mắt, tin rằng mình đang tưởng tượng. Nhưng không, nó vẫn ở đó, một hình bóng trắng toát, mờ ảo dưới ánh trăng, đứng ở phía xa cuối cánh đồng. Nó quá lớn để là người, và quá rõ ràng để là ảo ảnh. Cổ họng tôi nghẹn lại khi hình dạng đó bắt đầu di chuyển, chậm rãi tiến về phía chúng tôi. Này, nhìn kìa, giọng Stacy đầy phấn khích, gần như vui vẻ. Cô bước lên bậc dưới của hàng rào, giữ thăng bằng bằng một tay trên thanh sắt trên cùng và nheo mắt nhìn ra cánh đồng. Chỉ là một con ngựa thôi mà. Cô quay lại nhìn chúng tôi, cười tươi, rõ ràng không thấy ấn tượng. Thấy chưa, không có gì đáng sợ đâu, chỉ là một con vật nuôi đi lạc của ai đó thôi. Arthur dường như thả lỏng bên cạnh tôi, vai anh hạ xuống khi nhìn ra ngoài. Ừ, cô ấy nói đúng, có lẽ nó bị liệt thôi. Anh quay lại nhìn tôi và Margaret, nhướng mày. Thấy chưa, không có gì phải lo lắng cả. Nhưng Margaret không đáp, cô ấy siết chặt lấy tay tôi, móng tay cắm vào lớp áo khoác. Jeff, tớ thật không ổn chút nào, cô thì thào, giọng khẽ đến nỗi gần như bị tiếng gió thổi qua đám cỏ lấn át. Có gì đó sai sai với nó. Tôi cũng có cùng cảm giác ấy. Có điều gì đó không ổn về cách nó di chuyển. Quá mượt mà, quá cố ý, như thể nó đang lướt đi chứ không phải bước. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng lên tiếng. Chúng ta nên rời khỏi đây, tôi khẽ nói. Ngay bây giờ, đừng ngớ ngẩn thế, Stacy trả lời nhanh, vung tay một cách thiếu kiên nhẫn. Chỉ là một con ngựa thôi mà, trời ơi. Cô nâng giọng, như thể đang trêu đùa. Này, ngựa ơi, lại đây nào. Lại đây, cưng, đến đây chào bọn mình nào. Cô bắt đầu tạo những tiếng gọi nhỏ, giống như cách người ta gọi thú cưng. Những tiếng hôn gió và tiếng chuột chuột nơi đầu lưỡi. Tôi nhìn, bụng thắt lại vì lo lắng, khi con ngựa dường như ngừng lại, đầu nó nghiêng về phía Stacy. Rồi, từ từ, nó lại bắt đầu di chuyển. Điều kỳ lạ là, trông như nó không đi nhanh lắm. Nó gần như đang bước lững thững, như cách một con ngựa thảnh thơi đi qua bãi cỏ. Nhưng có điều gì đó không đúng về cách nó di chuyển. Nó tiến gần lại nhanh hơn so với bước chân của nó, như thể đang che đậy khoảng cách một cách không tự nhiên. Một lúc trước, nó còn ở xa tít bên kia cánh đồng, nhưng giây sau đã ở gần giữa bãi, hình dáng của nó mờ đi như thể đang trượt qua không gian. Cái quái gì thế? Axel lẩm bẩm, giọng căng thẳng vì bối rối. Anh nghiêng người về phía trước, nheo mắt nhìn con ngựa. Sao nó di chuyển nhanh vậy? Chấm. Nó không nhanh đâu, Stacy khăng khăng, nụ cười của cô hơi trùng xuống. Chắc là do ánh trăng, hay là... Không biết nữa, có thể là do sương mù. Cô liếc quanh, ánh mắt quét qua khoảng không tối tăm của cánh đồng. Chỉ là ảo giác thôi, nhưng ngay cả khi cô nói, tôi thấy biểu cảm của cô thay đổi. Cô bước lên cao hơn trên hàng rào, tay vẫn duỗi ra. Lại đây nào, ngựa ơi, cô gọi nhỏ, nhưng trong giọng nói đã có chút run rẩy. Con ngựa đáp lại, hoặc ít nhất trông như vậy. Nó đến gần hơn so với lẽ thường. Bộ lông của nó lấp lánh yếu ớt dưới ánh trăng, lớp áo trắng gần như phát sáng. Nhưng càng đến gần, tôi càng thấy rõ hơn và càng thấy nó sai lệch. Chân nó quá dài, khớp nối uốn cong một cách kỳ lạ. Cái đầu, từ xa trông giống ngựa, giờ lại méo mó, móng kéo dài một cách bất thường và tai đặt quá xa về phía sau. Tôi vô thức lùi lại, đụng phải Margaret. Cô hít một hơi, nắm chặt tay tôi. Jeff, cô thì thào, giọng run rẩy. Đó không phải là ngựa. Thôi bớt nhát đi, Stacy nói, giọng cô run run. Cô quay lại nhìn sinh vật trước mặt, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Nào, ngựa ơi, lại đây đi. Con ngựa đột ngột dừng lại, chỉ cách vài bước chân. Tôi nín thở, cả người căng cứng. Đầu nó hơi cúi xuống, trông như thể nó đang nhìn chúng tôi. Không, nó không nhìn chúng tôi mà là nhìn Stacy. Đôi mắt đen láy, không chớp của nó dán chặt vào cô ấy, như thể đang quan sát, đánh giá cô. Đủ gần rồi đấy, Axel lầm bầm, kéo tay áo của Stacy. Mình đi khỏi đây thôi. Nhưng Stacy vẫn không nhúc nhích. Tay cô vẫn chìa ra, những ngón tay khẽ run rẩy. Lại đây, ngựa ơi,
cô thì thầm, giọng như đang van nài. Rồi con ngựa nghiêng đầu một chút, đổ để ánh trăng chiếu gió khuôn mặt của nó. Và cảnh tượng đó khiến máu trong người tôi như đông cứng lại. Cái miệng ôi trời, cái miệng kéo dài quá mức, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười méo mó ghê rợn. Những hàng răng lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt, lởm chởm và không đều. Đôi mắt, ban đầu có vẻ bình thường từ xa, giờ chỉ còn là hai hố đen, sâu thẳm và trống rỗng. Stacy, tôi khàn giọng nói, nhưng tiếng của tôi nhỏ như sợi chỉ, không đủ sức. Tôi không thể cử động, cũng không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó. Xuống đi, ngay bây giờ. Nhưng cô ấy dường như không nghe thấy tôi. Cô đứng như hóa đá, mắt nhìn chằm chằm vào thứ đó trước mặt, cánh tay vẫn chìa ra như thể bị thôi miên. Con ngựa hay bất cứ thứ gì đó lại nghiêng đầu và chậm rãi, không tưởng, nó mở miệng và cất tiếng. Không phải từ miệng, mà là từ trong sâu thẳm giọng nói vang vọng trong đầu chúng tôi, một tiếng thì thầm trầm thấp, méo mó. Như đang bắt chước giọng của Stacy, nào, lại đây. Lại đây chào đi. Đúng lúc đó, Stacy hét lên. Đồng thời, Margaret đột ngột ngã sấp xuống, ngực cô đập mạnh vào nền đất ẩm ướt như thể bị ai đó vô hình đẩy từ phía sau. Tiếng bước chân dồn dập như tiếng vó ngựa vang rền, nổ tung trong không gian, nhưng con ngựa trắng đó vẫn đứng im một cách kỳ lạ, nhìn chằm chằm chúng tôi bằng ánh mắt đầy ma mị. Âm thanh kinh hoàng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, rít lên dữ dội. Túm lấy Stacy và kéo cô ra khỏi hàng rào, trong khi tôi vội đỡ Margaret dậy. Stacy loạng choạng một chút, nhưng rồi cô đột nhiên tỉnh lại, quay đầu chạy thẳng về phía xe. Chạy đi, tôi hét lên, giọng run rẩy. Chạy, không cần ai nhắc thêm lần thứ hai. Cả bọn lao về phía xe, cỏ quất vào chân, gió gào thét bên tai. Con ngựa hay thứ đó vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo chúng tôi bằng nụ cười quái dị. Nhưng dù tôi đang chạy, tôi vẫn cảm nhận rõ ánh mắt của nó như đốt cháy sau lưng mình, theo sát từng bước chân. Chúng tôi chui vào xe, Axel đóng mạnh cửa và nhét chìa khóa vào ổ, động cơ gầm lên, và với những mảng đất đá văng tung tóe, chúng tôi rời khỏi cánh đồng, bỏ lại sinh vật kinh hoàng đó phía sau. Nhưng ngay cả khi chiếc xe phóng nhanh trên con đường đất hẹp, hình ảnh của khuôn mặt nhợt nhạt, méo mó ấy vẫn không rời khỏi tâm trí tôi. Trong xe, không ai nói gì, bầu không khí nặng nề với nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời. Axel siết chặt vô lăng đến nỗi các khớp tay trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía cánh đồng trống rỗng. Stacy, lần đầu tiên, im lặng hoàn toàn, gương mặt tái nhợt và đôi mắt mở to, như thể đang trao đổi ánh mắt kinh hoàng với Margaret. Cậu có thấy mặt nó không? Margaret cuối cùng cũng thì thào, giọng run rẩy. Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc và khẽ gật đầu. Ừ, tôi đáp, đó không phải là con ngựa. Mặc kệ cái mặt nó đi, cậu có nghe thấy nó nói không? Nó nói đấy, ngựa không nói như thế. Chúng tôi ngồi đó, thở hổn hển, cố gắng hiểu những gì vừa xảy ra. Không khí trong xe trở nên ngột ngạt, và tôi có thể thấy tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. Stacy là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Chúng ta cần tìm hiểu xem có con ngựa nào ở đây không, cô nói, giọng run rẩy nhưng kiên quyết. Ý cậu là muốn quay lại đó gõ cửa nhà ai đó à? Nhưng Stacy đã lắc đầu, đôi mắt lộ vẻ hoang mang. Không, không, chúng ta sẽ gọi điện cho họ. Nếu là ngựa của họ, chúng ta sẽ có câu trả lời ngay tối nay. Nếu không, thì tôi cũng không biết nữa. Ai mà lại nuôi con ngựa như thế chứ? Margaret lẩm bẩm, nó trông không đúng, như thể nó bị bệnh, hoặc là... Thôi về nhà trước đã, Axel nói, rồi im lặng lại bao trùm chiếc xe. Sau khi đậu xe vào lối vào nhà Stacy và Axel, chúng tôi ngồi im một lúc, ngẫm lại tất cả những gì vừa xảy ra. Axel là người đầu tiên bước ra khỏi xe, và những người còn lại cũng lần lượt theo sau. Khi vào nhà, chúng tôi tìm quyển danh bạ và nhìn Stacy lật qua những trang giấy mỏng, vàng ố, cuối cùng, cô cũng tìm thấy địa chỉ. Đúng là có một ngôi nhà ở ngay mảnh đất chúng tôi vừa đi qua mà không hề nhận ra. Stacy đọc địa chỉ lớn tiếng, khớp hoàn toàn với vị trí cánh đồng đó. Chính là họ, với những ngón tay run rẩy, cô quay số được liệt kê trong danh bạ. Chuông đổ 3 lần trước khi một giọng phụ nữ trả lời. Khô khan và mệt mỏi, như thể bà ta đã bị làm phiền quá nhiều lần trong đêm nay. Alo, chào cô ơi, Stacy lắp bắp, cố gắng giữ giọng mình ổn định. Xin lỗi đã làm phiền cô muộn thế này, nhưng chúng tôi vừa lái xe ngang qua đất nhà cô,
và chúng tôi nghĩ là đã thấy một con ngựa trắng ngoài cánh đồng. Chỉ muốn chắc là nó không bị sổng ra ngoài. Một khoảng lặng, sự im lặng kéo dài đến khó chịu khiến tôi dựng tóc gáy. Tôi nghiêng người lại gần hơn, nín thở, cố lắng nghe từng lời. Rồi, người phụ nữ thở dài và mệt mỏi. Lần cuối tôi nói rồi, bà ta nói, giọng sắc và cộc cằn, chúng tôi không có con ngựa trắng nào cả. Tim tôi rớt xuống, cách bà ta nói, như thể đã lặp lại câu này trong nhiều năm, như thể nhiều người đã hỏi bà ta câu này hết lần này đến lần khác, khiến một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi. Ý cô là sao? Stacy hỏi, giọng cô xen lẫn sự hoang mang và sợ hãi. Cô chắc chứ, vì chúng tôi, cạch, đầu dây bên kia đã cúp máy. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, bàng hoàng. Stacy từ từ ngẩng lên, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Bà ấy vừa cúp máy, cô thì thào. Vì chúng ta không phải là những người đầu tiên hỏi, tôi lẩm bẩm, nỗi sợ như đang xoắn chặt trong bụng. Người ta đã thấy nó từ trước. Sự im lặng kéo dài tưởng như vô tận. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt. Tôi tưởng tượng mưa rơi trên cánh đồng ấy, nơi mà tội ác khủng khiếp đã diễn ra từ lâu. Tôi hy vọng những giọt nước mưa ấy sẽ rửa sạch đi vết nhơ của quá khứ. Và có lẽ sinh vật đó cũng sẽ biến mất. Nhưng tôi biết rõ hơn ai hết, ác quỷ như thế không bao giờ dễ dàng bị xóa bỏ, nó vẫn ở lại. Sinh vật đó tồn tại vì tội lỗi của Robert Houston. Hành động kinh tởm đó đã làm ô uế mảnh đất ấy, và chỉ có thứ tà ác mới gọi nơi đó là nhà. Nhưng điều đó khiến tôi tự hỏi, rốt cuộc, chúng tôi đã nhìn thấy gì?